của Chí Trương sẽ đến với nhiều anh chị em như Hoa Lan hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Chào Bạch Tuyết đã có hoa sự bảo hành một cách tuyệt đối, và mọi người nhìn xem Chào Bạch Tuyết đang phát triển rất là tốt, rất là mạnh, và Chí Trương luôn mong muốn là cái giá trị của sản phẩm sẽ luôn luôn phát triển để đến tay anh chị em là sẽ ngày càng phát triển, để Hoa Lan chúng ta cái giá trị sẽ luôn luôn là những cái niềm tin, những cái hy vọng cho tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Thời gian còn 17 giây nữa, nên anh chị em hãy tiếp tục bỏ giá. Cảm ơn Nguyễn Nguyên Lợi, cảm ơn anh rất là nhiều, đã trả mức giá là 11 triệu. Cảm ơn anh rất là nhiều đã trả mức giá 11 triệu đối với chậu. Đã hết giờ ạ.